Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng quý vị. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Hôm nay là buổi tối của ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cả nhà ơi, thì con vừa nhận được một thông tin cũng như là vừa cập nhật một thông tin cũng rất là nóng của một cái tờ báo tên là Sao Việt ha. Tờ báo này cũng rất là uy tín, chuyên cập nhật những cái thông tin về những ngôi sao, những người có tiếng tăm trong lĩnh vực giải trí, ca nhạc, vân vân. Thì cô bác chị mình biết á, thì trong thời gian vừa qua, cái bức ảnh của diễn viên Angela Phương Trinh và một cô bé rất là xinh xắn được cho rằng là con gái ruột của Angela Phương Trinh. Và cái sự việc này như thế nào và Angela Phương Trinh phản ứng ra sao thì đó là chúng ta đã từng biết. Thì Angela Phương Trinh đã đăng bài để mà phủ nhận và đã giải thích rất là nhiều. Thì vụ việc này xảy ra cũng rất là lâu rồi và rất là tràn lan trên mạng, nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều, rất là tiêu cực đến hình ảnh của Angela Phương Trinh cùng với đứa trẻ bé gái đó, rất là tiêu cực. Nếu mà thật ra, nếu mà sự thật thì chúng ta không nói ha, mà nếu đây là không phải là sự thật thì bé gái này bị ảnh hưởng rất là lâu dài, từ tinh thần nè, rồi từ cái cách cuộc sống rất là nhiều cái hệ lụy. Và vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, vào lúc là 20 giờ 30 phút, báo Sao Việt đã chính thức đăng bài và đại diện bên gia đình bé Tép đã có những cái hành động rất quyết liệt khi mà đã chính thức trình báo cơ quan chức năng cũng như là Bộ Công an bên lĩnh vực là an ninh mạng. Và tờ báo Sao Việt đã viết như thế này: những ngày qua mạng xã hội ồn ào tin diễn viên Angela Phương Trinh sinh con, và những bức ảnh của diễn viên chụp cùng một cô bé gắn với thông tin thông tin như thế nào thì chúng ta đều biết ha, là những cái tiêu đề là Angela Phương Trinh bí mật sinh con chấm 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 và Angela Phương Trinh sinh con với người khác chấm chấm chấm. Thì các anh chị mình biết là những cái bài này viết rất là nhiều trên mạng xã hội và cáo buộc rằng, và quy chụp rằng là cô Angela Phương Trinh này cho rằng con bé gái này là giống giống một người, giống một người thợ tu thì các anh chị mình biết là giống ai rồi đó, và xuất hiện tràn lan ồ ạt trên những nền tảng xã hội. Và sau khi Angela Phương Trinh lên tiếng phủ nhận, cầu cứu cơ quan an ninh đã vào cuộc, đại diện của gia đình bé Tép cũng đã có những hành động thái quyết liệt khi bé gái xuất hiện trong ảnh cũng lên tiếng và chia sẻ với báo Tiền Phong ngày 10 tháng 9 là sáng nay. Thì anh NV, tức là cha của bé Tép, bức xúc vì ảnh ghép của con gái hiện xuất hiện tràn lan đi kèm với những thông tin tiêu cực có tính chất quy chụp và hạ bệ uy tín, bôi nhọ. Đại diện gia đình cho biết á, bé Tép á, là con gái mà người bạn của nữ diễn viên Angela Phương Trinh, không phải là con ruột của nữ diễn viên. Và diễn viên Angela Phương Trinh á, thì được biết đến là diễn viên bộ phim Mùi Ngò Gai, và nhận bé là làm con nuôi từ đầu năm 2023, thì cách đây cũng khoảng được một năm rồi cả nhà ha. Và Angela Phương Trinh thì thỉnh thoảng dẫn bé đi sự kiện quảng cáo sản phẩm nè, mẹ và bé nè, cùng với cùng vì thấy bé Tép, có nghĩa là thấy bé Tép có năng khiếu bên nghệ thuật, cũng muốn giúp đỡ và muốn nâng đỡ của bé, cũng là điều tốt ha. Và những cái hình ảnh của cái bé này, bé Tép này thường bị đăng lên mạng và bị viết những cái dòng trạng thái cực kỳ là gây rất là hiểu lầm, rất là dễ hiểu lầm cho cộng đồng mạng. Và cái vòng trạng thái như thế này, Phương Trinh lên tiếng, nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng: tôi khẳng định bé Tép không phải là con ruột Angela Phương Trinh và người khác như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Tôi mong rằng cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ vì hành vi lấy hình ảnh của trẻ em cắt ghép bịa đặt trên mạng xã hội để câu view, câu like và trục lợi. Anh V là cha của bé Tép nói.
Và anh V cho biết con gái đang học lớp 4. Bé Tép biết thông tin bản thân bị ghép ảnh và ảnh hưởng tinh thần. Đây là cái hệ lụy nè cả nhà, cái hệ lụy đang diễn ra. Và nếu mà hình ảnh này nếu mà không được chứng thực, không chứng minh và không có giải pháp thì bé này sau này còn có nhiều cái hệ lụy khủng khiếp hơn nữa. Bé Tép cũng ảnh hưởng về việc học hành vì bạn bè trêu chọc. Đây là cái sự mà cái lý do khủng khiếp cho bé Tép. Tôi đã gửi đơn lên cơ quan công an nhờ pháp luật vào cuộc. Tôi đề nghị Bộ Công an, Cục An ninh mạng, Cục Hình sự và Cục Trẻ em vào cuộc điều tra đối tượng liên quan hành vi bịa đặt, vu khống, cắt ghép hình ảnh và lợi dụng trẻ em để bôi nhọ, gây ảnh hưởng tới tâm lý trẻ em. Anh V chia sẻ thêm. Thì tối ngày 7 tháng 9 thì Angela Phương Trinh đã lên một bài viết đã cầu cứu khán giả và cơ quan chức năng sau khi mạng xã hội liên tục lan truyền tin nữ diễn viên đã từng sinh con. Và mạng xã hội liên tục cái nhà liên tục mà lan truyền thông tin sai sự thật là tôi có con với người khác, là có nghĩa là cô Angela Phương Trinh này đã có con với người khác ha. Điều này làm ảnh hưởng đến đời sống con nuôi tôi, có nghĩa là cô ta nói với bé Tép đó, con nuôi tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh sự thật để mọi việc sáng tỏ, trả lại bình yên cho mẹ con tôi. Angela Phương Trinh đã lên tiếng. Và Angela Phương Trinh khẳng định cô độc thân 8 năm qua và đã ăn chay trường. Nữ diễn viên mong cơ quan an ninh vào cuộc yêu cầu các kênh YouTube, TikTok gỡ bài đăng xuyên tạc gây ảnh hưởng đến những người được nhắc tên những ngày qua. Thì cả nhà biết á, là Angela Phương Trinh đã đăng cái trạng thái và cái dòng thao tốt vào ngày 7 tháng 9. Và cô đã giải thích và phản đối về việc mà một số YouTube hoặc là TikToker đã đăng hình ảnh và của cô và bé Tép lên để mà câu like, câu view và có những dòng trạng thái là không hay. Đó thì chúng ta cần biết mạng xã hội là một mạng phát triển thời đại 4.5.0 rồi cả nhà. Cho nên mạng xã hội thì có nhiều cái hay lắm và mạng xã hội có nhiều cái tiêu cực lắm. Nó giống như một con dao hai lưỡi, chúng ta có thể là đứt tay lúc nào không hay. Và chúng ta nhớ về một điều, đây là hiện trạng là đất nước chúng ta đã có bộ luật quản lý an ninh mạng rất là khắt khe. Cho nên là chúng ta phải, nếu mà chúng ta muốn chia sẻ một bài viết gì về máy hoặc là chúng chia sẻ một bài viết vì mà chúng ta đã chưa có xác thực và chưa có định hướng đó đúng hay sai thì chúng ta đừng nên vội vàng chia sẻ về máy. Đó là những cái bài học vừa qua thôi, là ngày 10 nè, ngày 10 tháng 9 vừa qua thôi, là ngày hôm nay và ngày 9 của ngày hôm qua đó. Thì có rất là nhiều người đã bị xử lý hành chính về vụ việc là đăng bài sai sự thật về lũ ở miền Bắc và miền Trung. Thì cái nhà biết thì khi mà đăng bài thì làm cho những người dân họ càng hoang mang lo sợ đó. Khi chúng ta ở miền Bắc thì hiện tại là qua cơn bão số 3, thì chúng ta đã thấy thì qua cơn bão là chúng ta tưởng nó qua cơn bão rồi thì thôi, sau cơn mưa thì trời lại sáng, nhưng mà không, thì sau cơn bão số 3 nó hoành hành khủng khiếp và nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người dân ở Hà Nội và những tỉnh lân cận, thì bão lũ là trút về như thác đổ, ảnh hưởng rất là nhiều. Và những cái hình ảnh, những cái bài chia sẻ chúng ta thấy xác thực, chúng ta chia sẻ về để cho mọi người cùng biết thì rất là đúng, rất là hay. Nhưng mà chúng ta chia sẻ những cái bài mà không đúng và những cái bài chúng ta chưa xác thực được, chưa xác nhận đúng hay sai thì chúng ta đừng vội vàng chia sẻ về. Thì có một số người đã chia sẻ và rất đông luôn, là khoảng tầm hơn 10 người nào đó đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc và đã bị xử lý đó các nhà biết. Và riêng cái vụ việc ở của anh Galen Phương Trinh này, gia đình của bé Tép đã lên tiếng và đã lên viết đơn lên trình báo cơ quan công an cũng như là Cục An ninh mạng, thì nay mai thôi sẽ có câu trả lời thích đáng cho những ai đăng bài sai sự thật hoặc là đúng hay sai, chúng ta đều biết ha. Thì các nhà biết thì riêng về bé Tép là một đứa bé trẻ mới học lớp 4 thôi, và đặc thù bé là bé gái cho nên những cái hình ảnh này rất là nhạy cảm cho bé và ảnh hưởng sau này cho bé nữa cả nhà, một cái ảnh hưởng rất là lâu dài
tinh thần, thể chất và những việc học hành của bé sẽ bị liên quan trực tiếp. Cho nên chúng ta phải bình tĩnh những cái bài đăng, và chúng ta phải sáng suốt, thật là bình tĩnh khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin. Cuối video thì em xin chúc cho cô chú anh chị mình có một ngày, một buổi tối thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, ấm áp bên người thân và gia đình của mình, và chúng ta cùng hướng một cái trái tim về miền Bắc thân yêu chúng ta nha cả nhà. Em xin chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.